Nếu các bạn không biết thì cách đây 2 ngày tập mới nhất của series Hôn nhân có gì vui được YouTube cho là không phù hợp với tất cả mọi người và đã bị giới hạn độ tuổi. Đấy là thứ tồi tệ nhất có thể xảy ra với bất kỳ một video nào chỉ sau ăn gậy bản quyền. Từ góc nhìn của tôi thì đấy là một sự xúc phạm, tôi tổn thương sâu sắc. Cái việc YouTube coi clip của tôi là content bẩn nó không khác gì một cú nhổ thẳng vào lòng tự trọng của tôi. Thế nên hôm nay tôi xin phép tỏ lòng mình qua lá thư mà hôm qua tôi vừa viết gửi đến YouTube. Nghe giống giống thư rủ đấm nhau nhưng thực chất lại là thư tình. Hà Nội, ngày buồn tháng nhớ đêm mong. Thông báo email kéo em trở dậy vào lúc 3 giờ sáng. YouTube à? Em viết những dòng này khi nước mắt em đang rơi ướt nhòe cả những dòng chữ. Em chưa bao giờ hoài nghi về những yêu thương mà chúng mình đã có. Nhưng riêng lần này lại không thể tránh khỏi cảm giác thấy trông chênh. YouTube, anh đang ở đâu? Anh đang làm gì vậy? Đó là những câu mà em luôn tự hỏi trong vô thức. Dường như anh đã đánh rơi tình yêu của em giữa chặng đường tấp nập. Mối tình đầu không trọn vẹn. Em vừa mới tự nhủ với mình rằng ai cũng phải như thế. Ừ thì mối tình đầu luôn là mối tình dang dở. Người ta vẫn thường nói thế phải không anh? Thế nhưng anh đâu phải mối tình đầu của em. Thế sao anh ra đi mang theo cả tình yêu và hy vọng của em như thế? YouTube, sao anh giới hạn độ tuổi video của em? Anh nói gì đi, nói với em đi. Nói với em một câu dù chỉ là qua ánh mắt thôi, em cũng mãn nguyện rồi. YouTube, trả lời em đi. Sao anh giới hạn độ tuổi video của em? Em đã gây nên tội gì vậy? Chả nhẽ ý anh là một đứa trẻ nên nghe về những nghi lễ triệu hồi ma quỷ hơn là hôn nhân có gì vui sao? Em đã làm mọi cách để được gặp anh. Dù chỉ là qua những dòng chữ trên những lá thư này thôi. Chỉ cần anh đọc thôi là em đã hạnh phúc lắm rồi anh ơi. Vậy mà anh vẫn im lặng. Hay là anh giận dỗi em? Nói cho em nghe, kể cho em biết đi. Điều gì khiến anh trở nên như thế hả YouTube? Hãy đến bên em và nói cho em những điều anh đang chôn giấu. Hãy khóc nếu anh cảm thấy buồn. Hãy tựa vào vai em mà kể hết đi. Tại sao anh giới hạn độ tuổi video của em? Anh có biết anh làm em buồn lắm không? Anh làm thế liệu anh có cảm thấy vui? Hay trong anh bây giờ là sự trống rỗng? Rốt cuộc ở bên ngực trái của anh đã bao giờ có hình ảnh của em chưa? YouTube, em biết rằng em và anh có những bất đồng ngôn ngữ. Nhưng anh ạ, đôi khi con người phải cảm nhận những tâm tư của nhau bằng con tim, bằng cả tâm hồn chứ không phải chỉ bằng đôi mắt và đôi tai. Hãy nhắm mắt lại và cảm nhận những điều em muốn nói rồi anh sẽ hiểu thôi. Em không tin anh vô tâm đến thế, càng không tin là anh sẽ tàn nhẫn với em đến vậy. Con người mà có phải sắt đá đâu. Anh sẽ mở khóa giới hạn độ tuổi cho em đúng không? Anh, đối với người ta, anh chỉ là một người đàn ông bình thường chẳng có gì nổi trội ngoài việc sở hữu cho mình một trang web. Nhưng đối với em, anh như Độ Misi và David Beckham gộp lại vậy. Đẹp trai và đẹp trai. Người ta thường nói là những người đẹp trai thường vô cùng rộng lượng và ấm áp đúng không? Em biết anh là người tốt mà. Mở giới hạn độ tuổi cho em anh nhé. Thế giới ngoài kia xấu xa và hiểm ác lắm. Người ta không đến với anh vì tâm hồn của anh đâu. Người ta cũng chẳng yêu nụ cười ấm áp của anh bằng em đâu. Người ta liệu có đến với anh bằng tâm hồn trong sáng không màng vinh hoa phú quý như em trước đây không? Tiền bạc chỉ là phù du thôi anh ạ. Mà em thì không cần những điều phù du. Em chỉ cần những điều nhỏ nhoi thôi. Mở giới hạn độ tuổi cho em anh nhé. Anh nói gì đi, nói với em một câu đi chứ làm ơn đừng lặng im như thế. Đừng tỏ ra mình là nạn nhân trong khi anh đã cam tâm đập nát trái tim của em như vậy. Vậy là thế đúng không? Anh vẫn im lặng. Vậy ra đây là cách anh đối xử với người từng coi anh là cả thế giới đúng không? Là cách đối xử với người ngày nào cũng nghĩ đến anh, phút giây nào cũng mong chờ tin anh đúng không? Yêu thương đến thế đổi lại em được gì? Sự im lặng của anh. Quả nhiên gương mặt nữ nhân không nên nhìn gần. Gần quá sẽ không đẹp. Tâm tư nam nhân cũng không cần biết kỹ. Kỹ quá sẽ đau lòng. Trong lòng em còn lửa. Lửa về anh. Lửa cháy qua đêm đen tới tận bình minh mới dừng. Nhưng anh à, sắp bình minh rồi đấy. Mở giới hạn độ tuổi cho em anh nhá. Mong tin anh. Bye.
Bye.